Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tạc Jimmy. Ok, trưa hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái con tướng cực kỳ khủng khiếp và một con tướng cực kỳ là hiếm, cực kỳ là chưa có và cực kỳ là ghê gớm. Nói chung là cực kỳ, nói chung là toàn bộ những cái cực kỳ đó các bạn. Thì hôm nay buổi trưa hôm nay mình sẽ vào web tân hải tặc.com, một cái web mà đó là có thể nói là một cái web lậu, nhưng mà nói về chức năng, nói về phó bản, nói về tất cả các thứ thì nó không thua kém như Dinh Mây chúng ta đâu. Cho nên hôm nay mình sẽ truy cập vào web này, mình sẽ test cho các bạn một cái con tướng mà rất là cực kỳ nguy hiểm luôn. Và bây giờ các bạn muốn biết con tướng gì, các bạn bây giờ các bạn xem các bạn sẽ biết. Ok, giờ mình sẽ tiến hành vào game nha. Đây, bạn nói với mình là chơi bên server S9 phải không ta? S9 đâu? S9 mắc dù hâu. Này, đặt này thì có tới hai bạn đưa cho mình lận, cho nên mình thực sự cái gì đây? Bạn chưa đăng nhập. Cái đèo nào? Ở đâu coi tao à? Gì ta? Tài khoản là gì ta? Ok, mình đã có lại tài khoản rồi các bạn ơi. Bây giờ thì danh chắc mình nghĩ là chính xác rồi đó, đăng nhập rồi. Tại nãy mình đăng nhập cái mình để lâu quá cho nên nó bị văng ra. Nói chung là bảo mật cũng khá 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 tốt cái chứ hả. Rồi ok, S9 mắc dù hâu. Ặc này thì có tới hai bạn đưa cho mình lận, cho nên mình không biết chủ ặc là bạn nào, cho nên mình chỉ đành ngậm ngùi bơ vơ nói rằng ặc này là của một bạn trên Facebook cho mình mượn thôi. Đó, chơi bên Tân Hải Tặc S9. Rồi giờ test con tướng nào thì các bạn vào rồi thì các bạn sẽ biết ai là chủ ặc thôi, cho nên cái đó thì mình nghĩ mình không cần phải giới thiệu nữa đúng không? Rồi cái màn hình bên kia đâu rồi, mình không thấy nó luôn. Đây phải không? Chắc là đúng rồi đó. Này ok, mình vào thì mình sẽ sau cho anh em luôn. Quên nói với các bạn luôn, ngoài việc con tướng này cực kỳ hiếm, cực kỳ ghê gớm thì nó còn có một cái biệt danh gọi là cực kỳ đểu luôn, và mình rất là ghét cái con tướng này. Rồi ok, do để mình thu cái màn hình là cho phù hợp đã. Vậy được chưa ha? Rồi ok, vậy là mình đã giao nha. Đây là web tân hải tặc.com, một cái web có thể nói là lậu đấy, có thể nói là lậu, tại vì vàng mình lại thấy kiếm rất rất là dễ, còn cái vấn đề chi tiết thì mình không có rõ ràng, cho nên cái gì đây? Rồi cái gì đây? Cái vụ án như này các bạn quan sát cho mình cái chữ ở dưới dòng chat: vua đấu trường Văn Trực đã online, các thuyền trưởng chú ý tìm nơi trú ẩn. Anh đâu? Văn Trực là cái ặc mình đang sau nha anh em. Rồi, cái vụ án như này mình đang chán ngán mặt mày quá, vừa vào thanh niên đã kêu tìm nơi trú ẩn rồi thế nào, mình có tàn sát nha, ở đâu thì cái trú ẩn là sao? À, cấp 200 là chiến 5 triệu 9, 6 triệu VIP 12. À, tuyệt vời. Mình đâu có cảm giác không ổn về điều này cho lắm. Trời ơi cái gì đây, trời ơi. Nhân vật công 4S, nhân vật phòng 4S. Trời ơi. Đây là một web lậu nhưng mà thật sự các bạn muốn có này cũng không dễ các bạn. Cái này thì nó cũng khá tương đối giống Vinh Mi chúng ta đấy. Nó chỉ lậu là một số cái thôi, chứ không có gì đâu. Trời ơi, nhân vật chính kia. Rèn full 135 phải không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chỉ có cái nhận là 125 thôi các bạn. Cái nhận full 135 nữa là chúng ta sẽ nhận được thêm rất là nhiều hiệu ứng đấy. Rồi các bạn ơi, vật công 4S, vật phòng 4S, ma phòng 2S, chuẩn bị lên 3S rồi. Hèn chi nó kêu các thiên trưởng tìm nơi trú ẩn. Trời ơi. Rồi ngoài ra bạn ấy còn chơi con gì đây? À, chấp bờ Sura nè các bạn. Đây là cây da Sura luôn nè. Nami Sura này mà rút bạn không chơi luôn à. Nguyên một dàn này ở trang 1 bạn ấy chỉ chơi nhân vật chính, chỉ chơi nhân vật chính thôi. Qua trang 2 nha. Đây chính là cái con tướng hôm nay mình sẽ test cho anh em, đó là con The Flamingo. Nhưng mà The Flamingo là quá bình thường rồi. Đây là The Flamingo Haki. Thì chưa 4S các bạn thấy chưa? Trời ơi. Nhìn hệ số chưa, các bạn đã thấy chưa, sự nguy hiểm chưa? Đây ai phê quá đi. Rồi, ngoài ra bãi còn chơi Mirella nha. Rồi Mirella tuyệt vời. Đó, rau trắng rồi nè các bạn. Đây rồi, rau trắng. Cái dòng tuyệt chiêu sắp lên 4S luôn. Trời ơi. Ôi ai là trời, mẹ ơi, cứu con. Tại sao là những cái quái thú này, những cái ăn quái thú thế này nó lại tồn tại nha. Những cái ăn như thế này mà đưa mình sau mới rất là ngon lành vậy đúng không? Rồi ok. Trời ơi, trong đấu trường xếp chùm xếp hờ mẹ rồi, chơi bờ gì nữa. Ai là trời, để mình coi cho bên xếp hạng thế nào nha. Ơi, bên cấp là bạn ấy chỉ xếp hạng 18 thôi. Lý do rất là đơn giản thôi, đó là do bạn ấy lên cấp 200 sau 17 người, cho nên bạn ấy chỉ xếp hạng 18 thôi. Bên tử thí xếp hạng 1 nè các bạn thấy không, danh vọng xếp hạng 2, treo thưởng xếp hạng 14 và phó bản xếp hạng 3, một cái đích xếp hạng khá cao. Rồi ok,
Để mình coi coi những cái chát quỷ bạn mang coi. Chắc là đang những cái quái thú không à. À ok, giờ mình sẽ thống kê qua cái bảng Haki cho anh em xem luôn. Để anh em nói không kêu mình lừa đảo là này là gì ta? 240898 phải không ta? À đúng luôn. Mình nhớ rồi, giờ nhớ đại đại cũng trúng nha. Rồi ok. Cái này thì cho các bạn xem về các bạn Haki. Bên này thì có thêm kit Haki. Đó. Và vừa xuất hiện gần đây đó chính là đầu tiên là Haki, nhưng mà nó tới 23 cấp nha anh em. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều cấp Haki luôn. Trời ơi, dòng kìa. Ôi mẹ ơi. Để mình coi từ kêu ai. Từ kỹ năng nổ tôi là Black Knight. Black Knight là dao đen hả? Thì bây giờ chuyển sang là rối tơ sát thủ. Rối tơ sát thủ. À, để mình coi có sự khác biệt không nha. Tạo ra con rối hình người từ sở chỉ, tấn công địch gây sát thương toàn bộ, thêm một lần sát thương toàn bộ, đồng thời tấn công tên địch có lượng máu nhiều nhất và mê hoặc hắn một lượt, hồi cho bản thân 50 nọ. Rồi. Còn bây giờ thì sao? Tạo ra một con rối hình người từ sở chỉ, tấn công địch gây sát thương toàn bộ, giảm 25 nọ mục tiêu, thêm một lần sát thương toàn bộ. Rồi, đồng thời tạo sát thương bằng 15% lượng máu tối đa của một mục tiêu nhiều máu nhất và mê hoặc hắn một lượt, cũng hồi 350 nọ. Các bạn thấy cái con đo level Haki này hệ số nè bạn. Full dòng tím, có hai dòng gần cam. Rồi. Quá khủng khiếp luôn. Bên Sura có ai mới cho ta? Rồi có cây da Sura nữa bạn. Ui có cả ai hả ai nữa nè. Ai mà cũng có Sura nữa. Ui dồi ôi phê chưa. Nhân nhân. Ui bon cóc kìa. Ui quá tuyệt vời bạn ơi. Ặc của bạn này khi nào có thì nhớ cho mình mượn test nha. Cảm ơn bạn đã cho mình mượn ặc test. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cuộc vui chơi. Bắt đầu test con đo là mình giàu nha anh em. Rồi ok. Trận hình thì chắc mình chỉ mang nhân vật chính và con đo là mình giàu thôi. Chứ mang nhiều quá dân chơi chơi không lại đâu. Tháo hết ra. À, sử dụng trận hình này nha. À, giờ mình đi phá bản ác mộng nha. Chưa nói cho các bạn biết luôn là cái nick của bạn này là bạn ấy cưỡi toàn là những con quái thú đấy. Sư tử vàng nè các bạn thấy chưa? Cho các bạn xem qua hệ thống bếp cưỡi luôn. Đó. Nói chung là gần như full. Và con sư tử này là mạnh nhất là bạn ấy có luôn rồi đó. Qua xong có phá bản ác mộng kỳ vậy. Có thôi mà đi phá bản thường. Có bạn 163 Slime. À, con cây quang thịt người sao mình. Ui à, chất dung dịch gì đây? Ôi à, đánh với con rồng nè các bạn ơi. Rồng to đấy chắc nó không lại đâu, thôi mình sẽ đánh với con chất dung hợp này. Rồi à, ok yeah. Để mình coi coi Dolphin Ringo skill như thế nào, có khác biệt không chứ. Ừ hình quá không chết. Đó, đánh như này mới dễ đánh nè các bạn. Rồi skill thường cũng là văng ra sợi tơ thôi, không có gì cả các bạn ơi. Ui sao nó mạnh dữ vậy, nó full fan chết luôn trời. Mày quang. Rồi có vẻ như skill nổ vẫn y chang các bạn ơi, không có gì khác biệt, có thêm giảm nổ với lại một số skill xàm lao thôi. Trời nó full kìa, trời nó full kìa. Mà những con này là con bạch gì vậy? Không những là bạch tuộc mà là còn là quái thú nữa. Trời nó mạnh khủng khiếp luôn bạn ơi. Rồi xong phim mình rồi. À thanh niên đẻo nhất năm đã chết. Hiện tại hiện đâu Flamingo này đã tán tỉnh và lừa đảo rất là nhiều em gái xinh tươi rồi các bạn, nên là các bạn nhớ cẩn thận nha. Mình đã nổi điên lên và bây giờ mình quyết định là sẽ mang nguyên cái trận hình nguyên team nhà mình vô đập cái đứa này cho nó banh xác. Lao lao với anh là không được. Rồi được Medela Rayler nè các bạn. Chà. Rồi tuyệt vời, anh ngứa cho nó luôn. Không xin nhê luôn, trời trâu bò được á. Ui râu trắng kìa. Mày mày con. Rồi gãy ngứa thiệt á chứ. Đây là skill nổ của đập là mình gạo. Mày con. Mẹ con mày 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 ủa gì kỳ á, mà đang chờ đợt tấn công tiếp theo mà đâu trắng phá cửa sổ rồi tấn công toàn bộ luôn cũng khá mạnh đấy. Hình như râu trắng là cái thằng mạnh nhất tem bạn ơi, mình thấy nãy giờ không có đứa nào phong mạnh bằng râu trắng hết á. Ngon ngon ngon. Ui phong hàng ngang à. Rồi nhưng một chính thâu cũng nhói xương được đó, có thêm kiên một giọt nữa bạn. Ồ tuyệt vời tuyệt vời. Mày à con, trời rau trắng kiếm toàn bộ địch luôn kìa. Rồi xong mình win đã bạn, chắc chắn là win, nhưng mà cũng hơi khó khăn. Mình đang muốn vào test thằng Don Flamingo này nhưng mà không ngờ nó dẫn đến cái tình trường hợp là mình không thể test được và mình phải mang nguyên team để đánh nó. Rồi win này ok, mang thử sức cái phó bạn đã kết thúc. Để bây giờ thì mình sẽ vào đấu trường để mình coi thử coi. Trời ơi xếp hạng một liên thắng một, xếp hạng tối đa một. Thằng top 2 đâu? Thằng top 2 là thằng
tên, bạn ấy tên là Thắng Năm, Thắng V tức là Thắng Năm rồi đó. Rồi được chia nhiêu, 5.6 mình nhiêu vậy, 5.9. Rồi giấc lực chiến hơn là phải thắng thôi các bạn ơi. Thì coi các bạn ấy chơi những cái con gì nha. Ui râu đen kìa, có cả râu đen à. Rồi có nọ luôn rồi, nhưng mà rất tiếc là bị mê hoặc rồi. Sorry em nha. Ui cũng trâu đấy chứ, trâu á, cũng rất là trâu luôn, nhưng mà mình nghĩ là mình phải thắng thôi. Ủa vậy, người râu đen nó vừa làm cái trò vậy, nó vừa xuất chiêu chát quỷ gì đó các bạn, mình nhìn không có rõ. Ờ nhưng mà chính của bạn ấy yếu đấy, không có trâu bằng mình đâu. Do mình trâu quá cho nên bạn ấy phâu thành ra yếu thôi, chứ bạn ấy cũng mạnh lắm đấy, top 2 server mà các bạn. Ủa phát cửa sổ, bùm 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 bùm. Ủa không chết luôn đó hả, giờ mà mình cứ tưởng chết chứ. À ok, mình sẽ sắp xếp lại, mình đang muốn chiêm ngưỡng skill của ông râu đen đây, coi thử skill nó thế nào mà chưa chiêm ngưỡng được, mình cần phải đảo vị trí để mình xem được mới được. Rồi chết cho con quên nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ tháo Mirella ra. À, ok dứt lại nha. Ủa sao mình nói với thằng thứ ba vậy, anh đều nhầm lẫn rồi các bạn ơi, mình nhầm trận hình rồi. Rồi các bạn sẽ bạn hai, bạn ấy đi đâu luôn rồi, là mới kiếm lại bạn số 2 rồi. Rồi bạn số 2 bạn ấy thua à, đây đúng rồi đó. Mình muốn chiêm ngưỡng skill của râu đen cho nên mình cần phải đánh từ từ vậy mới thấy được skill của râu đen là gì đây. Vào đi, rồi né tránh hay lắm râu đen, tao rất là khoái skill. Rồi trái bóng tối rồi, adu một pha khinh suất của mình và khiến cho râu đen đúng là chùm buôn bán ve chai có khác ghê thật. Rồi thôi mình bắt buộc phải lắp Mirella vào để mình gỡ lại một ván thôi, chứ nó không là cái sự thua thảm bại của mình nó không thể nào thuyết phục được. Đánh lại nha anh em, lần này chắc chắn là mình win rồi. Yeah, à đầu thua luôn kìa các bạn. Rồi vậy là bạn top 1 cái top 2 này đúng là ngăn ngửa với nhau đấy. Ok vậy là clip của mình test thằng Love Flamingo Haki thì thật sự là không còn test Love Flamingo Haki nữa, mà phải nói là test nguyên cái nick này luôn, toàn là những nhân vật mạnh thôi. Cho các bạn xem những chiếc ác quỷ nha. Nhân vật chính mang này cao bằng xanh lớn nè. Cái này là Giffin, cái biết tích quái. Này là trái tri thức để tăng nộ. Ok, Đao Phi Liên Giao thì mang trái Giffin. Rồi, trái này là trái tích quái, cái biết tinh lửa. Rồi, ok. Giao trắng mang trái cao bằng xanh lớn nè. Trái Gura Gura là cái cơ bản của nó nè. Cái này là trái tích quái, cái biết tinh lửa luôn. Cái này mạnh về cái gì ta? Mạnh về vật phòng nè, với lại nổ ban đầu. Ồ, ngon nha. Không ngờ trái tinh lửa cũng tăng nổ đấy. Rayler thì có trái tinh lửa nè, tiết quái nè. Ủa sao bạn ấy không ghép hai cái này hả? Chắc là chưa được. Ờ, trái Giffin. Tại vì trong đây các bạn muốn ghép là các bạn phải ghép qua cái giai đoạn này nè. Đó, các bạn phải ghép qua cái phát bản, cái hoạt động này thì mới ghép được. Ờ, chính xác. Ok. Rồi, qua clip của mình thì các bạn đã nhận biết được một điều, đó là trong cái thế giới vui tặc của chúng ta còn rất là tồn tại rất là nhiều cái ác bro, đúng không các bạn? Thật sự là trong cái thế giới vô tặc của chúng ta còn tồn tại rất là nhiều cái ác khủng khiếp, mặc dù là cho dù là bên lậu hay bên gì thì chúng ta cũng phải trân trọng và phải biết, phải thừa nhận, phải công nhận cái sức mạnh, tại vì cho dù lậu mà chúng ta không cày thì cũng không thể nào mạnh như thế này được đó. Các bạn thấy cái nick cái này đó, nói về cái độ nạp thẻ thì chùm luôn, mặc dù mình không biết là cái này là nó cho tiền luôn hay là chúng ta phải nạp tiền vào nữa, nhưng mà mình cũng phải công nhận là từ trước tới giờ là cái ạc này mà mình sau là cái ạc khủng khiếp nhất. Với cái lực chiến và cái những con tướng khủng khiếp thế này thì ạc này đã vươn top lên, đã trở thành một cái ạc chùm nhất mà trước giờ mình sau. Cảm ơn bạn đã cho mình mượn cái ạc này để mình sau, tên là Văn Trực nha. Rồi, mình nghĩ là Facebook cũng là tên Trực đấy, có một bạn trên Facebook bạn ấy tên Trực, bạn ấy có gửi cho mình, sau đó là một bạn tên là ẩn danh mà ấy cũng gửi cho mình, nhưng mà mình nghĩ chủ ạc thì tên Văn Trực thì Facebook cũng tên Văn Trực thì nó quá hợp lệ rồi. Và anh em nhớ một điều nha, nó thông báo cái này thì anh em lao vào trú ẩn đi. Vua đấu trường Văn Trực đã online, các thuyền trưởng chú ý tìm nơi trú ẩn. À, ok, chúc các bạn một buổi trưa tuyệt vời, và bây giờ mình cũng phải đi trú ẩn đây. Tạm biệt các bạn, hãy like mạnh video và subscribe kênh, đặc biệt là subscribe đăng ký kênh, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh thật là nhiều nha. Ủng hộ mình thật là nhiều nha, để mình có thể ra thêm clip, chứ các bạn không subscribe đăng ký với mình chán lắm, mình buồn rồi mình không ra clip đó. Hai đùa thôi, cho các bạn ủng hộ mình là được rồi. Ok, tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.